nhằm góp phần hướng tới mục tiêu 100% trường học giáo viên học sinh trên địa bàn tỉnh được trang bị đầy đủ về hạ tầng, nền tảng máy tính và các phương tiện khác phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến, qua đó thúc đẩy phát triển xã hội số, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình sống và máy tính cho em theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức lễ phát động chương trình Sóng và máy tính cho em tại tỉnh theo hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Đối với việc hỗ trợ máy tính phục vụ học trực tuyến, giai đoạn 1 trong năm 2021 huy động ít nhất trên 2.600 máy tính hoặc các thiết bị thông tin khác cho học sinh thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh phục vụ học trực tuyến. Giai đoạn 2 từ năm 2022 đến năm 2023 tiếp tục thực hiện và huy động mọi nguồn lực trong xã hội hướng tới mục tiêu 100% học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh được trang bị máy tính để học trực tuyến thực hiện hỗ trợ giảm giá, miễn cước internet di động, cước internet băng rộng cố định, đảm bảo hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin bao gồm các nền tảng phần mềm và đường truyền internet phục vụ việc dạy và học trực tuyến, đảm bảo hạ tầng mạng internet đến 100% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.